Chào các bạn, cơ nắm thực việc của Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để làm nước mắm tỏi ớt. Có thể ăn sống hoặc trộn gỏi đều rất ngon nha các bạn. Bạn vào bếp cùng Ngọc để làm nước mắm tỏi ớt nha các bạn. Nay Ngọc xin chia sẻ với các bạn cách làm nước mắm trộn gỏi làm sao cho nó ngon và nó đậm đà. Nguyên liệu của Ngọc gồm có ở đây Ngọc dùng khoảng 50 g nước mắm tương đương khoảng 6 đến 7 muỗng canh ha. Ngoài ra Ngọc dùng 50 g đường. Ở đây Ngọc dùng cũng khoảng 4 muỗng canh đường, một củ tỏi. Ở đây củ tỏi này khoảng 20 g. Ngoài ra đối với lượng chanh thì Ngọc dùng khoảng một trái chanh và ba trái ớt sừng. Tùy theo gia đình các bạn ăn cay nhiều hay cay ít, hoặc là ăn ngọt nhiều hay ngọt ít thì các bạn sẽ tăng lượng ớt này lên, lượng đường này lên và giảm cái lượng nước mắm lại ha. Đồng thời Ngọc dùng khoảng 5 muỗng canh nước nha các bạn. Tỏi ớt này Ngọc sẽ tiến hành băm nhuyễn nha các bạn. Ngoài ra Ngọc sẽ dùng thêm khoảng một trái ớt sừng như thế này và nửa củ tỏi như thế này, Ngọc sẽ giã nhuyễn ha để chúng ta tạo màu nước mắm cho thật là ngon nha các bạn. Sau khi chúng ta đã có tỏi ớt rồi, chúng ta sẽ cho hết vào một cái tô nha các bạn. Các bạn sẽ cho hết cái phần nước mắm mà chúng ta chuẩn bị lúc nãy vào. Chúng ta sẽ cho hết vào. Đồng thời các bạn sẽ cho hết phần đường vào nha các bạn. Và chúng ta sẽ đánh tan cái phần đường này cho nước mắm nó hòa tan với đường ha. Đồng thời các bạn sẽ cho vào đây 3 đến 5 muỗng canh nước nha các bạn. Sẽ cho nước vào tỏi ớt này cho nó hòa tan vào nhau thì chúng ta sẽ cho cái phần chanh vào nha. Khi cái phần đường nó hòa tan vào nước mắm rồi, chúng ta sẽ dắt chanh cho vào nha các bạn. Các bạn lưu ý là tùy theo nước mắm chúng ta chua ngọt thì chúng ta sẽ cho lượng chanh nhiều hay ít ha. Cái phần chanh các bạn dắt thì các bạn không nên dắt quá mạnh để nó đắng nha các bạn. Và chúng ta sẽ vớt bỏ cái hạt chanh này đi. Đây là cái phần hạt chanh chúng ta sẽ vớt bỏ đi. Các bạn vớt bỏ hạt chanh rồi thì các bạn sẽ nêm nếm xem cái lần nước mắm này đã vừa ăn với khẩu vị gia đình của các bạn chưa, thì nếu chưa các bạn có thể tăng thêm lượng chanh ha. Bạn ơi, nước mắm tỏi ớt của chúng ta đã hoàn thành rồi đây các bạn nhìn thấy không? Nước mắm của chúng ta đỏ ao vàng sóng sánh như thế này đi các bạn. Món này chúng ta trộn gỏi sẽ rất là ngon và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món nước mắm trộn gỏi thật là ngon nha các bạn. Các bạn có thể dùng nước mắm này ăn sống cũng được ha. Chúng ta có thể chấm với thịt luộc, thịt vịt, thịt gà đều rất là ngon. Và Ngọc hy vọng rằng các bạn sẽ đã làm thành công món nước mắm tỏi ớt này. Và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chào tạm biệt các bạn nha.